Chào mừng quý cộng đoàn và các bạn đang đến với bản tin tôn giáo của truyền thông video công giáo. Bản tin hôm nay của chúng con gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican Giáo hội sắp có thêm một thánh nữ và hai chân phước tử đạo. Tin Iraq Đức Hồng Y cử hành thánh lễ tạ ơn sau 9 tháng lưu vong. Tin Vatican Pháp sư thổ dân Giannomami cầu cứu Đức Thánh Cha Và sau đây là bảng tin chi tiết. Mời quý cộng đoàn cùng theo dõi. Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm một thánh nữ và hai chân phước tử đạo. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Marcelo Simoraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Elena Guerra, sáng lập dòng hiến sinh chúa thánh thần, quen gọi là dòng nữ tu thánh Zita. Thánh nữ Elena sinh ngày 23 tháng 6 năm 1835 tại thành phố Luca ở miền trung nước Ý và qua đời tại đó ngày 11 tháng 4 năm 1914, thọ 79 tuổi. Khi còn ở lứa tuổi 20, thánh nữ Elena Guerra đã thành lập hai hội nữ giáo dân. Ban đầu là hội mảnh vườn nhỏ của Đức Magia, rồi hội thân hữu tinh thần, giúp các thiếu nữ nâng đỡ nhau về tinh thần. Nhân một chuyến viếng thăm Roma cùng với thân phụ và được thấy Đức giáo Hoàng Pio 12, thánh nữ Elena Guerra cảm động và đã quyết định đi tù. Mặc dù bị gia đình chống đối, nhưng chị không từ bỏ quyết tâm tận hiến và về sau, vào năm 1882, khi được 47 tuổi, chị thành lập dòng các nữ tu thánh nữ Jita để giáo dục giới trẻ về văn hóa và tôn giáo. Trong những năm cuối đời, chị Elena phải chịu những hiểu lầm của một số chị em trong dòng. Họ tố cáo chị là quản lý kém, chị lâm bệnh và do tuổi cao nên quyết định từ bỏ nhiệm vụ bề trên giao phó. Chị được đức giáo hoàng Gioan 23 tôn phong chân phước hồi năm 1959. Sắc lệnh thứ hai của Bộ phong thánh công nhận cuộc tử đạo của hai vị tôi tớ Chúa. Người Tây Ban Nha, trong thời kỳ nội chiến năm 1936 đến năm 1939 tại Tây Ban Nha. Đó là cha Gaetano sinh năm 1863 tại Sabadell, và một giáo dân là Antonio Torresas, sinh năm 1895, gần thành Barcelona. Cả hai bị sát hại năm 1936 do các dân quân oán ghét đức tin và giáo hội. Cha Gaetano làm tuyên úy cho một nhà dưỡng lão, bị dân quân đến bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 1936 và xử bắn sáng ngày hôm sau đó. Còn giáo dân Jay Sachs, cha của 11 người con, có lòng sùng kính thánh thể và mẹ Magia và bị kết vào tội cho các tu sĩ ẩn náu trong nhà. Các dân quân bách hại đạo đã đột nhập, đập phá nhà ông, xúc phạm đến các ảnh thánh, tra tấn ông Gaetano trong một tu viện bị họ biến thành nhà tù, rồi xử bắn ông trong đêm mùng 03 dạng ngày 04 tháng 12 năm 1935 gần nghĩa trang Moncada. Tiên Iraq. Đức Hồng Isako cử hành thánh lễ tạ ơn sau 9 tháng lưu vong. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y Louis Raphael Sako đã cử hành thánh lễ tạ ơn ở thủ đô Baghdad sau 9 tháng lưu vong lên thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan ở miền Bắc nước này. Ngỏ lời với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại nhà thờ chính tòa Baghdad, Đức Hồng Isako nói: "Sau 9 tháng đau khổ, kiên nhẫn, can đảm và không chịu theo bất công, tôi trở về trụ sở lịch sử này của tòa thượng phụ ở Bát Đa. Tôi trở về trong an bình, nhẹ nhõm và đầy sinh lực. Mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay chào đón ngài. Đức Hồng Y đã rời Bát Đa hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Tổng thống Hồi giáo Sunnit, ông Abdul Latif Rashid rút lại sự nhìn nhận của nhà nước đối với Đức Hồng Y như là thủ lãnh của giáo hội. Theo trang mạng ơ bằng tiếng Ả Rập, Đức Hồng Y cho biết ngài không oán hận ai và cảm ơn Thủ tướng vì đã mời ngài trở lại Bát Đa vì sự chào đón của ông và quyết tâm giải quyết vấn đề một cách thích hợp để tái lập phẩm giá của giáo hội Canê Đức Hồng Y là người dẫn dắt của cộng đoàn Kitô lớn nhất ở Iraq với nửa triệu tín hữu. Ngài từ Erbil trở về thủ đô hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 4 vừa qua và được Thủ tướng Al-Sudani chính thức chào đón ngày hôm sau. Đức Hồng Y nói rằng cho dù số các tín hữu Kitô ở Iraq giảm sút so với một triệu rưỡi trước đây và nay ít hơn, nhưng họ phải là một nguồn ánh sáng, yêu thương và cảm thông huynh đệ. Chỉ như thế, họ mới có thể có một vị trí tốt tại đất nước này và là muối đất. Đức Hồng Isako mạnh mẽ kêu gọi nhân dân Iraq hãy đoàn kết với nhau trong tình trạng xáo trộn hiện nay và cần ưu tiên đề cao tình đoàn kết quốc gia. Quanh Thủ tướng, để giải quyết những vấn đề hệ trọng trong tinh thần trách nhiệm, liêm chính và khôn ngoan. Tin Vatican, Pháp sư Thổ dân Janomami cầu cứu Đức Thánh Cha Các Pháp sư và tù trưởng các nhóm Thổ dân Janomami bên Brazil cầu cứu Đức Thánh Cha xin ngài hỗ trợ việc bảo vệ miền Amazonia của họ. Đứng đầu các lãnh tụ của các nhóm thổ dân là ông David Copenawa cùng với đoàn tùy tùng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua, tại Vatican và trong dịp này, ông đã xin sự trợ giúp của ngài. Ông nói, mặc dù việc bảo vệ các miền trong vùng Amazonia được quốc tế nhìn nhận, nhưng luôn có những cuộc xâm nhập của những người tìm vàng và những người khai thác các tài nguyên thiên nhiên, xâm nhập các khu vực của thổ dân Yanomami. Vì thế, ông Copenhagen xin Đức Thánh Cha can thiệp với Tổng thống Luis Inácio Lula của Brazil để thuyết phục ông ngăn cản sự xâm nhập của những kẻ khai thác. Tình trạng cộng đồng các thổ dân ở Amazonia trong thời gian gần đây trở nên đồi tệ hơn. Rừng và các quạng mỏ tiếp tục bị khai thác và cây rừng bị đốn. Ông Copenhagen lo sợ rằng các cộng đồng này, cũng như sông ngòi, sức khỏe và sự sống còn của các thổ dân bị đe dọa. Tôi lo lắng cho tương lai chúng tôi vì các thế hệ tới đây cũng cần các rừng cây. Hồi năm 2019, Đức Thánh Cha đã họp Thượng hội Đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia với chủ đề Amazonia. Những con đường mới cho giáo hội và toàn thể sinh thái học bàn về các khía cạnh liên quan tới miền này, đặc biệt tình trạng cuộc sống của các thổ dân bị đe dọa và ngoài ra, giáo hội cần tìm ra những con đường mới để làm việc mục vụ cho các thổ dân bản địa. Đức Thánh Cha đã đúc kết Thượng hội Đồng Giám mục này trong tông huấn Querida Amazonia, trong đó Ngài đặc biệt phê bình những kẻ khai thác, bóc lột môi trường, phá hủy cảnh vực và điều kiện sinh sống của các thổ dân và văn hóa của họ. Kính thưa cộng đoàn, bảng tin tổng hợp của chúng con xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý cộng đoàn đã quan tâm theo dõi. Xin cộng đoàn ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những bản tin tiếp theo. Thân ái kính chào cộng đoàn và hẹn gặp lại quý cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý cộng đoàn.